ngụy trang 2.000 viên ma túy dưới đáy hộp sữa đưa qua cửa khẩu. Qua hình ảnh soi chiếu, lực lượng liên ngành phát hiện dưới đáy hộp sữa chứa nhiều viên nén hình trụ tròn màu hồng, dập chìm chữ WI. Ngày 18 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, lực lượng liên ngành gồm biên phòng, hải quan và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ một người, thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp. Lúc 10 giờ 2 phút ngày 17 tháng 10, lực lượng liên ngành kiểm tra xe ô tô khách 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 75B01697, nhãn hiệu Ford do ông Đặng Kim Hưng, trú tại xã Lộc Bồn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, cầm lái đang làm thủ tục thông quan qua cửa khẩu quốc tế La Lay. Qua hình ảnh soi chiếu, lực lượng liên ngành phát hiện dưới đáy hộp sữa Latasoy có chứa nhiều viên nén hình trụ tròn màu hồng, trên bề mặt dập chìm chữ WI. Sau khi lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm tra, máy test ma túy ra kết quả cảnh báo phát hiện ra chất ma túy. Lực lượng liên ngành lập biên bản ghi nhận vụ việc, tổ chức lực lượng truy xét ô tô biển kiểm soát 75B01697 để bắt giữ người nhận hàng theo địa điểm và số điện thoại ghi trên kiện hàng. Đến 15 giờ 35 phút cùng ngày, tại thôn La Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng liên ngành bắt quả tang Nguyễn Quang Linh sinh năm 2002, trú tại thôn Nam Phước, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, khi người này đang nhận hàng tại nhà xe. Tang vật thu giữ là 2.000 viên ma túy. Ban đầu Linh khai đến nhận thay cho một người tên Huỳnh Đại không rõ năm sinh, trú tại thôn Nam Phước. Tuy nhiên quá trình đấu tranh khai thác, Linh khai nhận hắn chính là chủ nhân của toàn bộ số ma túy tổng hợp trên. Hiện tại, lực lượng chức năng liên ngành tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.